Đây là cái bưởi chua lùn nực của lùn của gia đình vừa vào đem quả vụ ăn quả ngon nhé các bạn nhé, rất sai quả. Không, chưa mua được cây này nhé, cái này gia đình nói cao lắm nên cái đẹp quá chia sẻ các bạn. Bưởi chua quả ngon mà cái vị trí này người ta cũng không muốn bán. Đấy các bạn nhìn này. Cái này có khi phải đến 200 quả không nhỉ? Cả xóm ăn luôn à? Thế nhưng mình với hàng xóm ăn mình vẫn phải thu tiền chứ. Đấy. Nhờ. Vẫn phải thu tiền chứ, vừa bổ rồi ăn ngon rồi. Đấy. Nhờ chỉ để cho đãi hàng xóm nên không bán cây. Chết. Dần rất là tốt luôn. Cái này vành gốc thì 100% đi vành cách 1m80 phát 2m. Đấy, gia đình đấy. Cây thì quá xịn xò luôn, không sâu thối. Thì tài cảnh quá tuyệt vời này, cắt rất đẹp, quả thích lắm các bạn. Bưởi quý này nè, gia đình nó cao lắm, không muốn bán mà giá cao lắm nha. Thôi cứ chia sẻ cái bưởi này. Quý, bẹ đẹp. Okay.